mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Vian. Thì hôm nay Vian sẽ đi ra công viên cùng với chồng với con, sẽ bay cái flycam. Cái này cũng phải, thật ra không phải là mới mua nữa, mà mua cũng hồi Giáng sinh á, mà bây giờ mới có cơ hội để bay nó. Tại vì sợ dịch đó cho nên không có ra công viên nhiều, mà bây giờ công viên nó vắng vắng, mình sẽ đi quay test thử cho các bạn xem cái flycam nó hoạt động như thế nào ha. This first time you've seen it fly outside? Mm-hmm. Fair amount of wind. Trời hôm nay hơi gió các bạn. Bay sai. Bay mạnh lắm các bạn. Quay cho các bạn xem ở trong nó sẽ thấy cái gì. Chết cha, sáng nó không thấy. It didn't take long to disappear. Thôi, nó múc cơ muộn kia cơ bạn. Oh, that thing is hauling butt. How fast was that? When it comes with the wind. Cái này nó bay nhanh mà bay cao ghê, nó bay chắc lắm chứ. Here, well, actually, yeah, something else. Cái hồi về Vian sẽ dạng như là cắt cái khúc quay đó, cái này Vian chen cho các bạn xem. You gonna record some too? Đây là cái công viên. Nó cũng nay cũng vắng các bạn. Bên kia là bờ sông mà. Okay, you can start now. Oh, I can. Thank you. Okay. You did take it still, huh? Đó, không có sợ bị, giống như là không có sợ bị nó we need to get home, we need to get those recordings off of it though. Yeah. That way. Bay được chút xíu thôi về nhà, tại vì có cô qua thăm cho nên là bây giờ mình chuẩn bị đi về các bạn nha. Cho nên là cái công viên cho chó, các bạn nhiều chó lắm.
lại khu vui chơi gần đó. Well, they're all grouped in themselves, so. Đây là dòng bờ hồ. Rồi các bạn thấy mốc mù bên kia không đó, bên đó đó là cái chỗ người ta dạng như đậu cái xe, nhà xe di động đó các bạn. À, có thể là người ta ở đó, hoặc là có thể là giống như người ta đi du lịch qua bang này á, người ta có cái xe, nhà xe di động đó, người ta đậu đó, người ta đi chơi vòng vòng, không quay lại. Sân thể thao các thứ. Well, you don't. Rồi, technically. Về thôi, cô đang đợi ở nhà. And probably they don't either. It's just when they. Well, thank you very much.